chậu heo gái. Cái này 150 150k một chậu nha con. Gái rất là xinh luôn nha. Ủa mấy em đi cho anh thấy em ta. Mấy em bán đi mà. Em bán đi hả? Cỡm đi anh không thấy. Đây bán được không em? Chậm mà. Ở đây mình thấy có rất là nhiều hoa, mình thấy có hoa giấy nè, rất là nhiều hoa giấy luôn. Ừ.
Hôm nay thì hoa chỗ bông rất là đẹp nha bà con. Hôm nay thì 27 Tết rồi thì không khí rất là nhộn nhịp luôn. Đây mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Rất là nhiều hoa đẹp luôn. Mình thấy ở đây có hoa hồng nè, hoa cúc nè, hoa huệ nè, rất là nhiều loại hoa nha bà con, rất là nhiều hoa luôn. Rồi mình sẽ mời tất cả mọi người vào phía bên trong nữa nha, để tham quan chợ đêm nha. Giá rất là hữu nghị nha bà con. Cúc hôm sau thì giá 300k nha. Mình sẽ dạo một vòng để tham khảo giá cho tất cả mọi người biết nha, để mà mọi người có đi chợ thì có thể biết được một số giá của tất cả các loại hoa của chợ đêm bán nha. Mình thấy hoa thọ rất là nhiều nè. Năm nay hoa thọ rất là nhiều luôn. Bên đây thì mình thấy có hoa hồng nè, hoa hồng xanh nha. Rất là nhiều hoa hồng xanh luôn nè. Bên đây là hoa hồng đỏ nha. Bên đây là cúc nha. Cúc lưu ly, rất là nhiều cúc lưu ly luôn nha. Mình mong gửi đến tất cả mọi người những hình ảnh đẹp nhất về chợ đêm Long Xuyên nha bà con. Mình sẽ đi xung quanh để hỏi giá của các loại hoa để cho mọi người tham khảo nha. Đẹp quá, đẹp luôn. Hoa nó cúc quá trời đẹp luôn ha. Rồi mình mời mọi người đến phía trước nha, để tham quan nha. Đây là hoa tulip nha mọi người, rất là đẹp luôn. Là bao nhiêu một chậu em gái? Cái này 150 à. 150k một chậu nha con. Rồi mình sẽ đến phía trước đây nha, để tham quan và xem khung giá của một số loại hoa nữa nha. Ở đây mình thấy có loại hoa này sắp thành tầng lên nè, rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ mời mọi người đến phía trước nha, để tham quan và tham khảo một số giá của tất cả các loại hoa nha. Giảm luôn. Mồng gà bữa nay là nhiêu chậu anh trai? 100.000 em. 100.000 ha. Rồi cúc thì nhiêu một chậu? Cúc 100. Dạ cúc hết rồi. Bán hết rồi. Còn dạn thọ anh, dạn thọ năm nay giá nhiêu anh? Một cặp 90. Một cặp 90. Một cặp 90. Gian hàng của mình tên gì? Dạ gọi là Quý Cảnh. Của anh Cảnh ha. Cả nhà có đi ngang chợ hoa Long Xuyên thì ghé ủng hộ cho gian hàng hoa của anh. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Cảm ơn anh trai luôn nha.
hoa cát tường luôn em. Dạ, còn 400 ngàn, đẹp luôn. Hoa cát tường nha, rất là đẹp luôn nè bà con ơi. Hiện giờ đang xung xe bông nha, rất là nhiều nụ luôn. Bây giờ thì mình thấy bà con tiểu thương bán hoa hơi là chậm nha bà con. Mình thấy rất là nhiều hoa còn nè. Hôm nay mới có 27 thôi. Thì mong Ủa mấy bên em đi sao anh không thấy em ta? Mấy bên em bán đi bà em bán, bán đây hả? Bà ổng đi anh không thấy. Đang bán được không em? Chậm mà. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong tỉnh, đảm bảo cho nhân dân được vui xuân đón Tết an toàn, Chủ tịch Ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 chỉ đạo. Một, Chủ tịch Ban dân các huyện, xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với công an địa phương và ngành y tế là có các phương pháp quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp phòng dịch như lưu động từ các huyện thành khác, đặc biệt là các địa phương đang có ca nhiễm trong cộng đồng quê trước đó. Phải khai báo y tế. Rồi mình sẽ đến phía trước này để tham quan và quay những hoa cho bà con xem nha. Thế đây có hoa tulip nè, rất là đẹp luôn, đang nở rộ nè. Hoa tulip rất là đẹp luôn, có mùi thơm rất là đặc biệt luôn. Thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình dịch bệnh mới để nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, yêu cầu tất cả các trường hợp về quê nghỉ Tết từ các địa phương đang có ca nhiễm trong cộng đồng phải thực hiện nghiêm tổ chức phòng chống dịch, khuyến cáo nhân dân trong dịp Tết phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K, luôn mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người. Ở bên trên phần chúng tôi phối hợp với ngành y tế và các mạng hay bao di động những tin khuyến cáo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Thấy yêu hơn mấy ngày trước không? Dạ dạ rồi cũng chúc mừng bà hai nha. Bữa nay là bán yêu hơn mấy ngày trước rồi. Hoa này hoa gì bà hai? Hoa cẩm nhung. Hoa cẩm nhung hả bà hai? Cẩm nhung. Dạ rất là đẹp luôn, rất là nhiều màu sắc nha. Đẹp lắm. Dạ. Mình thấy ở đây có một cây hoa hướng dương nha bà con, rất là đẹp luôn. Hôm nay thì bà con tiểu thương đem hoa lên ở chợ đêm bán rất là nhiều nha. Không khí hiện giờ là 27 Tết nha bà con, rất là nhộn nhịp và rất là vui luôn nha. Rồi mình sẽ tiến về phía trước nha để đậu hả chị? Nè, 100 ngàn. Dạ, 100 ngàn vậy là rẻ rồi. Quá đẹp luôn. Nhiều hoa cúc nha bà con, đang nở rộ nha, hoa cúc rất là nhiều hoa cúc luôn. Hoa này hoa gì vậy chị? Hoa tình yêu. Hoa tình yêu hả? Trời đẹp quá đẹp luôn nha. Đây đây đây. Hai bông nè, mỗi một cặp luôn nè. Bánh gì biết tình yêu. Rất là đẹp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy có dân Hàn Quốc nè, rất là cao nha bà con, rất là nhiều bông luôn nha, đẹp quá đẹp luôn. Trước này mình thấy có một con gái rất là xinh luôn nha. Ồ, em gái này mua ớt cho chồng em gái. Ớt nữa chị em gái. Ớt nữa chị. Em không biết nữa, em mới à, thấy đẹp là mua đúng không? Ồ, ở trước này có cái bông gì đẹp quá đẹp luôn nè. Hai cây nè, không biết bông gì luôn. Quá đẹp luôn. Rồi mình sẽ tiến đến phía trước nha, để tham quan những cái khung cảnh chợ hoa của bà con đang lên hoa rất là nhiều luôn nha. Đây mình thấy rất là nhiều hoa cúc nè, rất là nhiều hoa cúc nha. Phía trước này thì mình thấy có một gian hàng hoa giấy nha, rất là nhiều hoa giấy luôn, đủ loại hoa giấy luôn. Ôi rất là nhiều hoa giấy nè. Bây giờ không khí ở ngoài đường nè rất là đông người nha, nhưng mà mình thấy tình hình bán hiện giờ thấy rất là vắng nha, vắng người mua, vắng người mua nha. Rồi mình sẽ đến ở phía trước này, mình thấy có gian hàng bán rất là nhiều mai nè. Cái hàng bán rất là nhiều mai luôn. Bữa nay hạnh bao nhiêu một chậu rồi chị? 50.000. 50.000 hả? Ừ. Giá rất là bình dân nha. Nè mấy chỗ này lấy bọc bỏ giùm em đi. Mấy bọc bỏ giùm em hết rồi. Rồi mình thấy chợ đêm rất là đông nha. Quá đông luôn, bây giờ ở trong đây không có bạn nào đi ra nữa. Mong là mọi người nếu có xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh Phiêu Bạc Miền Tây mình nha bà con. Không khí giờ rất là nhộn nhịp nha. Mời cả nhà đến phía trước nha để tham quan nha. Ô mình thấy ở đây có hai cái giấy nè đã bán nha bà con. Hiện giờ đang vận chuyển đi nha. Hai con giấy rất là lớn và đẹp luôn. Có tàn rất là lớn nha. Do mình quay ban đêm nha bà con thì hình ảnh có thể là không được chất lượng cho mấy, thì mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho Phiêu Bạc Miền Tây nha. Ồ, phía bên kia thì mình thấy rất là nhiều hoa cúc, còn rất là nhiều luôn. Đây mình thấy có một gốc mai rất là lớn nè, để mình coi nè, giá 30 triệu nha. Người ta vô ta hỏi người ta đi không à? Hôm nay là mình bán được không anh chị? Dạ, bán sao vậy? Dạ, ta mua kiện nhỏ ha. Kiện lớn ít ta mua, ít người mua. Cái keo đó hả? Đây là hoa màu gà. Hoa màu gà, đây là hoa màu gà nha bà con.
mấy chục vậy? Một cặp gà là mấy chục ngàn nha cả nhà. Cặp 70k nha bà con. Sẽ đến trước này nha, để tham quan khách cuối đường đường cho mọi người nha. Quá đông người ta đi nhà. Mình thấy không khí ở ngoài đường rất là đông nha, nhưng mà những dân hàng thì thấy mọi người ghé cũng rất là ít nha. Bạn mình mua đồ gì? Thì sắp tới ngã ba đường rồi nha bà con, gần cuối con đường của chợ đêm rồi nha. Mình thấy ở đây có bán rất là nhiều cá nè, cá sống ở trên cạn nha bà con. Đây cá còn sống luôn nha, hoàn toàn còn sống nha. Rồi, mình cá này hoàn toàn còn sống luôn nha bà con. Cá này còn sống nha, nó còn nhảy 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 luôn nha bà con. Ờ, mình thấy em gái nó đụng vô con cá nhảy nhảy, nhảy lại kìa. Cửa này ở trước phía trước này có một xe bông mai đang chuẩn bị xuống hàng để mà tranh thủ bán dịp Tết này bà con. Hôm nay là ngày 27 Tết nha. Xe mai đang chuẩn bị xuống hàng nha bà con, rất là nhiều mai luôn nha. Đây mình thấy có một cây hạnh này rất là to nha bà con, trái rất là sai trái, đặc trái luôn nha bà con, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Rồi mình mời mọi người đến phía trước nha, để tham quan nha. Mình thấy ở đây rất là nhiều mai luôn nè, không rất là nhiều luôn. Bây giờ thì bông mai đã gần nở nha, rất là vừa để mà cho bà con đi mua để mà trưng Tết nha, rất là nhiều mai luôn. Phía trong này mình thấy rất là nhiều mai. Phía đây thì mình rất thấy là nhiều, rất là nhiều hạnh nha. Rất là nhiều mai luôn.
Năm nay bán mai tình hình sao rồi chú? Bán hơi chậm. Chậm hả chú? Dạ, chắc là do dịch Covid hả chú? À, mong chúc chú là sẽ bán sạch tình xanh luôn nha, không còn một cây nào luôn nha. Dạ. Mình thấy phía trước này thì có một xe hoa đang chở những loại hoa đang và đã bán cho người dân nha, bán cho mọi người rồi nha. À, phía trong sâu trong đây thì mình thấy cũng bán rất là nhiều hoa nè bà con. Nguyên một đoạn đường rất là dài nha, còn rất là dài luôn. Bà con bán hoa rất là nhiều nè. Phía trong này nè, mình thấy ở đây có hoa huệ nè, rất là nhiều hoa huệ luôn. Rồi ô, vậy là quá tuyệt vời. Bán đầy lô luôn, giờ còn lưng lô lên được mấy đòn, còn chừng đòn ngữ cho hết rồi. Vậy ha, vậy chuẩn bị về nhà đón giao thừa sớm nha. Quá êm rồi. Dạ. Em trai ở đây là của hôm mình quay lên nguyên cái ghe hoa lớn đó cả nhà. Cả nhà nào có xem clip tập trước rồi. Dạ rất là khuyến mãi ha. Mình thấy ở đây hoa hồng rất là nhiều luôn nè bà con. Phía trong này hoa hồng rất là nhiều luôn. Còn rất là xa những gian hàng bán hoa nè bà con. Mình sẽ vào sâu bên trong nha để quay cho mọi người xem nha. Rất là nhiều hoa luôn. Hôm nay là ngày 27 Tết nha bà con. Để đèn luôn. Bông đẹp quá đẹp luôn. Mấy tháng trời mới được cầm bông. Cũ lắm hả? Cầm bao lâu? À, tháng mấy? Cầm 4 tháng được nha. Mình quay cho mọi người xem ở phía dưới, phía sau những con hoa này có một cái ghe hoa này nha, rất là nhiều hoa nha. Đây để mình zoom gần cho mọi người xem nha. Ghe hoa ở dưới sông rất là nhiều nha, còn một nguyên ghe hoa luôn. Tôm rất là đẹp luôn nha. Cuối cùng thì kênh Phiêu Bạc Miền Tây cũng kết thúc video ở đây. Thì mong mọi người nhớ bấm ủng hộ kênh của mình nha. Thì mình sẽ đi rất là nhiều chợ nữa để quay cho mọi người xem khung cảnh của những chợ Tết nghe bà con. Thì tạm biệt bà con nha.